Từng vướng tin bầu bí, nay Diệu Nhi chê lớn khoe cận cảnh chiếc nhẫn ở ngón áp út, ngày lên xe hoa với anh Tú không còn xa. Diệu Nhi và anh Tú là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Dù hạn chế nhắc về nhau, nhưng dân tình vẫn chắc mẩm về mối quan hệ của cả hai khi họ thường xuyên lộ hình đang hẹn hò, thậm chí còn có con chung. Nữ diễn viên đã một lần nữa để lộ khoảnh khắc có tình vui của mình. Trên kênh Twitter cá nhân, Diệu Nhi từng đăng tải một đoạn clip đua trend. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý lại chính là chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng nữ diễn viên đã khoe cận cảnh chiếc nhẫn kim cương khủng của mình. Có thể thấy đây là một chiếc nhẫn kim cương có hình trái tim và được cô nàng đeo trên tay mọi lúc mọi nơi. Và cũng là lần đầu tiên Diệu Nhi khoe chiếc nhẫn của mình với khoảng cách gần như thế. Khán giả phát hiện rằng mỹ nhân 9X luôn đeo một chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình. Dù ở cuộc sống đời thường hay giữa các sự kiện giải trí, thì nữ diễn viên bảy ngọt ngào đều mang nhẫn kim cương hình trái tim trên tay. Có thể thấy chiếc nhẫn này chắc chắn chứa rất nhiều ý nghĩa đối với cô nàng. Cách đó không lâu, Diệu Nhi cũng từng vướng tin đồn mang thai và sinh con đầu lòng. Dân tình nhiều lần soi được một số khoảnh khắc có thể nữ diễn viên để lộ bụng bầu. Thậm chí cư dân mạng còn bắt gặp hình ảnh được cho là Diệu Nhi và anh Tú xuất hiện tại một bệnh viện phụ sản. Dù cả hai đã che kín mặt, nhưng cộng đồng mạng vẫn nhận ra vóc dáng khá quen thuộc và đoán rằng chính là họ. Trước đó, ngay trên sóng truyền hình, Diệu Nhi cũng từng thoải mái nói lời tỏ tình với anh Tú. Cô nàng bộc bạch rằng, ngày hôm nay nhân dịp 2 phút này, con muốn nói lời tỏ tình với anh Tú ạ. Tú à, thật ra em rất xúc động khi quen anh. Gọi anh bằng anh thôi chứ anh nhỏ hơn em 2 tuổi. Em lớn tuổi rồi và cũng không có nhan sắc nữa. Cho nên là anh quen em, ngoài tuổi tác của em ra, anh đừng có bàn tới. Em sẽ lo cho anh đầy đủ. Cô còn hứa lúc ấy là nếu có điện thoại nào mới ra thì sẽ mua cho anh Tú. Nữ diễn viên còn gợi ý là nếu bạn trai muốn có xe hơi thì cô sẽ cố gắng làm để mua xe hơi cho anh Tú. Còn tiền thưởng giành được trong chương trình, cô bày tỏ rằng giọng ca mình đừng quên nhau cứ cầm, không cần chia và điều cuối cùng là cứ quen cô. Còn chuyện khác thì Diệu Nhi sẽ lo. Đoạn clip anh Tú tỏ tình với Diệu Nhi trong một chương trình thực tế hồi năm 2017 cũng bất ngờ hot trở lại. Cụ thể diễn viên chịu khóa 100 tỷ để đưa bạn gái đến một đồi cát để tỏ tình. Cô nàng khá bất ngờ khi bạn trai tỉ mỉ xếp từng trái dừa theo hình trái tim. Không chỉ vậy, nam diễn viên 9X dành những lời ngọt ngào gửi đến Diệu Nhi rằng trái dừa sim này có 2 ống hút, tượng trưng cho 2 đứa mình. Em thấy nước dừa ngọt không? Nó ngọt giống như tình cảm anh dành cho em vậy đó. Diệu Nhi và anh Tú là những diễn viên trẻ đều bước ra từ sân khấu kịch và nhanh chóng nhận được sự yêu mến của công chúng. Cả hai hẹn hò được hơn 4 năm và mối tình của họ cũng bắt đầu từ khi làm việc chung nơi. Tuy nhiên, có thời điểm cặp đôi liên tiếp vướng vào nghi vấn chia tay. Dù vậy, hai nhân vật chính vẫn không có lời phản hồi nào về tin đồn này và đập tan nghi vấn tan vỡ bằng những khoảnh khắc hẹn hò bí mật. Họ từ chối nói đến việc cá nhân và mong muốn khán giả nhớ đến mình bằng các sản phẩm nghệ thuật hơn là mối quan hệ tình cảm. Dù không thường nhắc đến đối phương, nhưng cặp đôi vẫn có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào đốn tim người hâm mộ. Sau khi được chiêm ngưỡng cận cảnh chiếc nhẫn trên ngón áp út của Diệu Nhi, khán giả càng mong chờ ngày cặp đôi này thông báo tin vui. Còn bạn có cảm nghĩ gì về chuyện tình chính như bưng này của đôi trai tài gái sắc Vbiz? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết với nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.